Thật ra là đường tình duyên của em thì cũng hơi trắc trở. Em thì cũng ly hôn được 16 năm rồi. Cái gì? 16 năm hả? Dạ. Còn chưa? À quên lộ, em ly hôn 6 năm rồi. Mời nhà trai. À, chào anh trai, mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt sân khấu rồi. Mời em trai. Dạ, đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan cùng với toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình và trực tiếp tại trường quay. Em tên đầy đủ là Trương Minh Hải. Trương Minh Hải. Dạ, năm nay thì cũng 40 tuổi rồi. Hiện tại thì đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê hương thì ở dưới Sóc Trăng. Như là nhà em gần nhà nó dưới anh. Ở vậy hả? Dạ. Sóc Trăng là ở quận Châu Thành hả? Dạ đúng rồi, em ở ngay gần chỗ mặt luôn anh. Ủa vậy hả, sát bên chỗ anh rồi dạ. Ha. Rồi, em Hải lên thành phố làm gì Hải? Dạ em thì cũng lên trên này em mua bán kinh doanh tự do thôi anh. Mặt hàng đồ thủ công, mỹ nghệ, đồ xưa, đồ cổ rồi anh. À vậy đó hả? Rồi Hải nhà ở đâu? Em hiện tại giờ đang sống ở bên quận Bình Tân anh. Em ở với bên đó? Em ở một mình à. Em thuê nhà ở một mình. Dạ đúng rồi. Rồi đó lý lịch của nhà trai, xin mời nhà gái. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em là Nguyễn Thị Lan Phương, năm nay em 39 tuổi. Em sống tại Thuận An, Bình Dương. Và em làm việc thì tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì? Dạ vâng, công việc của em là em làm kế toán trưởng của các công ty. Và đồng thời là em có mở kết hợp với một số bạn của em để mở nhà hàng nữa. Có nhà hàng luôn á hả? Dạ vâng ạ. À, ngon vậy ta, nhà hàng gì đó? Dạ, nhà hàng sushi massage, bán đồ ăn Nhật anh ạ. Rồi, hợp lý, bữa nào tôi ghé luôn. Mình có mua nhà ở Sài Gòn chưa anh Hải? À, dạ không chị, mình có đất ở dưới Sóc Trăng rồi nên thử ra mình không có mua trên này. Bây giờ hãy cho nhà gái biết ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì nói chung cái khuyết điểm của em thì nhiều khi đôi lúc mình nói chuyện thì nó cũng hơi nó bộp chộp. Rồi thỉnh thoảng chửi thề nó anh. Rồi thỉnh thoảng chửi thề nó anh. Có chửi thề nữa hả? Dạ có, hình như là em thấy là đặc trưng của đàn ông miền Tây mà ai cũng sẽ có, ít nhiều thì cũng phải có thôi. Ủa chửi thề cũng là đặc trưng luôn á hả? Dạ đúng rồi. Em hay chửi gì vậy? Dạ thôi thương, bỏ đi. Rồi, nhà gái sao nè, ưu điểm của mình là gì nè? Ưu điểm của em là em thứ nhất là em độc lập kinh tế. Dạ. Thứ hai nữa là em biết yêu thương gia đình. Rồi, trời dễ thương quá, nói nhỏ quá. Chào anh Quỳnh Linh. Rồi, xin chào em. Sao nè, ưu điểm, khuyết điểm sao nè? Em độc lập về tài chính. Thứ hai là em biết yêu thương trong gia đình em. Dạ, thứ ba nữa là em là một người rất là năng động và chịu khó học hỏi. Đường tình duyên đó sao rồi? Anh chưa hỏi khuyết điểm. Anh chưa hỏi khuyết điểm. À, chưa hỏi khuyết điểm đó, thì tự nói đi. Khuyết điểm sao? Khuyết điểm của em thì thứ nhất là em hơi nóng tính một chút. Em là một người không khéo che lại cảm xúc. Là có cảm xúc sao nó lộ ra ngoài hết trơn luôn hả? Giận ai, ghét ai là biết liền, đang bực bội ai là biết liền luôn. Đường tình duyên của cô chủ quán sao? Thật ra là đường tình duyên của em thì cũng hơi trắc trở. Em thì cũng ly hôn được 16 năm rồi. Cái gì? 16 năm hả? Dạ. Còn chưa? À quên lộ, em ly hôn 6 năm rồi. Làm gì mà người đẹp vậy, lấy hôn tới 16 năm vậy à? Xem anh có giật mình không? Giật mình chứ bộ. Em ly hôn 6 năm, con trai em năm nay 17 tuổi rồi. Kết hôn mười mấy năm đó? 17 năm. Kết hôn là 17 năm, sống chung 11 năm. Ừ, lâu quá không có người yêu, không biết còn yêu được không? Không có, em có người yêu mà. Em có người yêu mà. Có không? Vâng, em chia tay rồi. Vậy là có, tức là sau khi chia tay là có người yêu rồi đó. Sau khi em ly hôn em có người yêu. À, có yêu liền chứ tưởng đâu. Rồi, ở bên đây luôn đi. Dạ, xin mời ở bên đây luôn đi. Thôi, coi nha, nhà trai tôi. Mình qua bên kia mình ghé nhà trai cái ạ. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm mưa dai nắng. Rồi đó đó. Giao diện bên đây nhìn mồi quá ha. Em đen giống anh Linh đó chị thôi. Không, đen mặn mà, ngon lành. Anh bao nhiêu mối tình rồi? Năm 2016 mình đã lập gia đình. Dạ. Sống chung với nhau được 5 năm. Rồi mình cũng mới ly hôn khoảng chừng hơn 2 năm nay. 2 năm nay, dạ. Anh có con chưa? Mình có một bé gái được năm nay nó được 7 tuổi rồi. Dạ. Ở với ai vậy? Dạ bé hiện tại giờ đang ở với mẹ anh. Mình nói về cái nhu cầu mình muốn có một người bạn gái như thế nào đi. Cái mẫu người bạn gái của em thôi cũng đơn giản lắm, chỉ là mình biết cái quan tâm tới gia đình, cũng như biết chia sẻ công việc với nhau, nói chung cùng nhau để xây dựng cái gia đình thôi. Bản thân em những điều em không thích ở phụ nữ thì em cũng không thích với bản thân em luôn. Thứ nhất là ăn nhậu. Dạ. Thứ hai là cờ bạc. Thứ ba là ví dụ mà biết đi linh tinh cái chuyện tình cảm này nọ kia thì có quyền ăn nhậu nha. Bên đây mở quán nó nhậu ngon lắm á. Không biết hả?
Nhưng mà ví dụ như bạn có nhậu chút ít thì cũng không sao, thì mình tỉnh mình trở về thôi. Nhưng mà ví dụ như lâu lâu một lần thôi, chứ ví dụ như hàng ngày thì lúc đó mình rõ ràng mình không thích. Thật ra thì điều đó cũng chẳng ai thích. Thế thì còn cô gái của chúng ta có mong muốn gì? Thật ra thì cái tiêu chí của bạn trai của em thì thứ nhất là ưa nhìn, thứ hai nữa là cao từ 1m7 trở lên. Chờ chút, coi lại coi. Dạ, 1m7. 1m7 hả? Dạ, nặng 70kg. 1m7, 70kg. Có bụng hơi bự thôi chứ tướng cũng vừa lắm. Không được gia trưởng. Không, bên đó thấy có vẻ hiền lắm. Miền Tây ít có gia trưởng lắm em. Bên đó cũng rất mong một người biết chia sẻ. Thì chắc chắn bên đó cũng phải là một tuyết người chịu chia sẻ. Hai người đều chia sẻ, sẽ chia nhau luôn. Rồi, mình đi với ai vậy em gái? À, dạ em đi với cô của em. Chào nhà gái Chào nhà gái. Em chào anh Quyền Linh Em chào chị Ngọc Lan Dạ, dạ chào nhà gái. Thì đúng như anh Linh với chị Ngọc Lan nói là đậm chất miền Tây rất rặc miền Tây, hiền, gần gũi, ấm áp Kiểu như anh Hải giống như là có thể là làm cho chị Phương có niềm vui được, để tạo được niềm vui cho chị Phương được. Tại vì chị Phương cũng đang cần cái sự gì đó, là người đàn ông ấm áp, vui vẻ đó. Tính chị Phương là kiểu như giống như nữ tướng nha. Trong công việc á, chị rất là quyết đoán. Nhưng mà khi về nhà đó, chị có một mình Nhưng mà với anh Hải thì như người miền Tây thì người ta lúc nào cũng vui vẻ, cởi mở, rất là dễ tạo niềm vui cho chị. Được rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Rồi, anh Hải đi với ai? Anh đi với em. Chào em. Đây em là em của anh Hải. Em nam kết nghĩa. Rồi, thấy sao? Thấy nhà gái sao nè? Dạ, thấy đàn gái dễ thương, xinh, hợp với anh Hải. Anh Hải có ai dẫn bồ về nhà không? Dạ không, ảnh lo làm ăn không à. Có ai là kiếm của ảnh hoài không? Dạ không, ảnh thường xuyên là đi uống cà phê với em. Có nợ nần gì dai không? Dạ không. Anh có chơi hụi gì không, đánh đề gì không? Cái đó thì con không biết. Thôi, từ đó rồi đó. Này nó nói thiệt nè, mình cũng hiền rồi cô à. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Đúng nha. Đúng rồi, mở rào. Ráng lên nha Hải. Dạ. Tấn công luôn. Vô. Đứng lên tới. Chào bạn. Hôm nay anh đã xà lên. Có ít quà, cái này anh xin gửi biểu gia đình. Có một số quà nhỏ nhỏ anh cũng để biểu ra tặng em để làm kỷ niệm ha. Đeo mình có rung thì cũng làm từ từ thôi. Chứ từ bỏ cái khoan mở ra lại, để cái bịch xuống đeo đàng hoàng đây, cho nó lịch sự nha. Đeo lại nào, đeo lại đi Hải. Từ từ thôi, cái gì mà làm gì còn quấn buộc lâu, vô nhanh như vậy. Lâu lâu mà gặp phụ nữ là nó rung vậy đó chị ơi. Rồi từ từ nào. Để gặp mặt lần đầu tiên thì em cũng có món quà nhỏ gửi tặng anh. Dạ, anh cảm ơn. Ở đây thì em cũng có một phần quà nhỏ để em tặng cho anh Việt Linh. Hồi xưa nhỏ nó bự quá vậy. Quà dạ. Nó bự chứ nhỏ đâu mà nhỏ. Đây cái này em tặng cho chị Ngọc Lan. Cảm ơn anh. Trời ơi. Gì đây Hải? Dạ. Cái gì đây đẹp vậy? Cái này anh phải đội gì nè. Anh đi nắng đi mưa nhiều đội cho bớt đen anh. Anh Linh ơi. Cái gì vậy? Ủa? Đây là món quà của nhà hàng của em. Em gửi được tặng anh ăn thử. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Thôi cái nón tôi đội đẹp chưa? Đúng dân miền Tây. Bữa nào nắng quá thì đội. Đội cái này. Còn bữa nào mà đi đám cưới, đám giỗ, đám quải á, mình sợ nó hư nón á thì đội cái này. Còn nếu mà mình vô mình làm đẹp mình đội nón này. Coi như cảm ơn Hải nó tặng hai cái nón luôn được. Lúc nãy là em nói nhỏ quá là nó không biết là quê em ở đâu Em sinh ra thì ở Ninh Bình, em lập nghiệp ở Bình Dương. Hiện tại bây giờ công việc của anh là gì? Anh thì anh mua bán dầu lưu để mấy cái đồ mỹ nghệ rồi. Là cái này đó. Anh tất cả nhiều lắm. Về cái vấn đề mà ăn uống trong gia đình thì nói chung ra thời buổi bây giờ mà ai rảnh thì người đó làm thôi. Quan điểm của anh về tình yêu là như nào? Anh cũng không hiểu rõ là cái quan điểm của tình cảm nó như thế nào nữa. Nhưng mà cái mà vấn đề anh muốn ở đây là kiếm một người về để cùng nhau chia sẻ xây dựng gia đình thôi. Khi ngồi đối diện với em thì cái cảm nhận của anh về em như nào? Trước mắt thì anh cảm nhận em một cô gái khá xinh đẹp, nhẹ nhàng. Không, thật sự là em không nhẹ nhàng đâu. Thì đó là anh, tại vì cái vấn đề đó anh đâu biết, từ đây anh mới gặp em có một chút xíu thôi thì anh cứ nghĩ là như vậy. Nhưng mà có lẽ là trong công việc thì em không nhẹ nhàng trong công việc. Dạ. Thì một cái toán mà ít nhiều gì nó phải có những cái sự cứng rắn của nó. Dạ. Còn em cảm nhận là cái như con người của anh như thế nào? Thật ra thì anh cũng là một người ưa nhìn. Còn em thì thật sự là em không thích một người đàn ông là đi lung bông lang bang. Em muốn một người đàn ông là có những cái công việc ổn định, hoặc là có những cái mục tiêu công việc là đâu ra đấy để sau này còn gánh vác gia đình nữa. Thực chất cái đặc trưng công việc của anh nó là phải đi. Công việc của anh nó ổn định là tại vì anh cũng sử dụng, anh làm công việc này nó cũng đã 10 năm rồi. Trước kia thì anh học đại học quản trị kinh doanh. Dạ. Đại học kinh tế. Nhưng mà anh bỏ những cái đó để anh theo công việc này thì chắc chắn nó ngoại trừ là công việc thì nó là cái lý tưởng. Dạ. Mà cái lý tưởng thì nó phải đòi hỏi nó phải đưa cho anh một cuộc sống ổn định.
thì anh mới theo được cái công việc này. Ừ. Thời gian anh dành cho gia đình là như nào ạ? Thì thí dụ như anh có gia đình thì anh không đi nữa thôi. Dễ mà. Dễ mà. Hợp lý. Ra nói chút xíu về nghề của Hải. Hải rất là nổi tiếng trong cái nghề đồ xưa đó. Khi em đi sưu tầm, em làm việc, em mua bán này kia, nếu em chỉ cần vào, người ta gọi và trúng mánh đó, trúng một cái đồ cổ nào đó thì thôi, nó cũng mau lên lắm. Tại vì chưa, anh nói chưa có gia đình thôi, chứ có gia đình nghĩ rằng là anh cũng lo cho gia đình dữ lắm á. Thì trong suốt một khoảng thời gian mà anh sống chung với vợ là hầu như một cái gì anh cũng phải tự làm, kể cả việc nhà. Thì anh lên đây là mục tiêu muốn tìm một người bạn đời về để cùng chia sẻ với nhau, mình cùng phát triển hơn cái công việc. Hoặc là thí dụ như có con cái thì mình cùng nhau nuôi dạy con cái nó. Có thể là ở ngoài xã hội em là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng mà đối với về với gia đình ấy thì em cũng chỉ là một con mèo thôi, chứ không phải là con hổ nữa. Thì em cũng rất cần một người đàn ông mà có thể làm cái chỗ dựa cho em, có thể làm cho em được vui, có thể làm cho em hết bị chết khi em ra ngoài công việc, thấu hiểu công việc của em, biết chia sẻ với em. Bây giờ là Hải tiến tới đi, nắm tay bạn gái lên nào. Chúng ta cần giao lưu chút xíu về mặt cảm xúc nha các bạn. Nhìn thẳng vào mắt nhau, thử xem. Rồi, anh cũng cảm ơn em ngày hôm nay đã dành chút thời gian quý báu thì đến đây để là để gặp gỡ. Đến đây thì nó là một cái duyên rồi. Thì còn có nợ hay không thì nó sẽ còn một quãng đường xa nữa. Thì đó là cái đó là mình hai đứa mình phải tự gây dựng. Vâng, ok. Cảm ơn em. Anh cảm ơn em, cảm ơn gia đình. Rồi, để tay nút bấm nha các bạn. Quyết định hay không là do các bạn, quyền của các bạn đó. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Em có bấm hả? Không, đến giờ cuối của em bấm. Chị thấy em suy nghĩ khá lâu. Tại vì thật sự là em chưa từng về miền Tây. Em muốn thử một chuyến đúng không? Theo em thì trai miền Tây và đàn ông miền Bắc nó khác nhau chỗ nào? Do em chưa từng yêu trai miền Tây cho nên là em không thể so sánh được cái sự khác biệt đấy. Còn anh cũng chưa từng ai gái yêu gái miền Bắc lần nào nên thử ra anh cũng không biết nó khác chỗ nào. Gái miền nào, trai miền nào cũng đáng yêu và dễ thương nếu như chúng ta yêu nhau. Cũng như hai đứa mình thôi. Đúng đây, bây giờ ai nói dễ thương mà. Không có gì phân biệt cả các bạn. Hãy yêu một lần đi rồi sẽ biết được điều đó. Thì hai bạn nắm tay nhau đi. Cảm xúc nó là từ trái tim của mình nó xuất phát, nó đưa đến bộ não và quyết định đến cái chuyện là đưa tay vào bấm nút bấm đó. Ha, mấy người mối tình rồi? Dạ ba. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Có chút xíu vậy nó ba mối tình luôn vậy đó hả? Còn là người ta coi như bày tỏ trước. Tôi nghe ba mối tình tôi có nhào qua liền. Mối dài nhất là bao lâu con? Được 3-4 tháng. Có hôn chưa? Có người chưa người không. Hôn nhiều lần không? Hôn nhiều lần không? Dạ, cũng nhớ. Trời đất ơi trời. Dạ thôi chú, con thì có một cái định mức thôi. Dạ, quen nhau được 8 tháng chú. Cũng khá hơn khi 3 mối mà chưa được 9 tháng đó con. Thôi nha trai. Thôi, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời em nha. Rồi, bây giờ mình giới thiệu tên tuổi của mình, nghề nghiệp, công việc của mình đi. Dạ, em tên Lê Văn Việt. Sinh năm 1994, quê ở Ninh Thuận và hiện sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Biên Hòa con làm gì việc? Dạ, con làm nhân viên kinh doanh nhà đất. À, bất động sản nữa hả? Nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, em chào chị Ngọc Lê. Con chào chú Huyền Linh. Chào con. Dạ, con tên là Bùi Thị Kim Ngân. Năm nay con 27 tuổi. Con sống ở đâu? Dạ, em sinh sống ở công an chị. Dạ, mình làm việc ở đâu? Dạ, em cũng sinh ở công an luôn. Làm gì nè? Dạ, em làm nhân viên văn phòng chị. Con ở Long An, con ở với ai? Dạ con ở, con đi nào xong rồi con về nhà không? Ở với mẹ, với cha. Mẹ, cha, rồi nhà có mấy anh chị em? Dạ có hai chị em, chị em. Con là thứ mấy? Dạ con là con cái lớn. Cái lớn hả? Dạ. Bây giờ ưu điểm, khuyết điểm con là gì? Dạ ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm, biết lắng nghe. Khuyết điểm của con là hay quên, với lại nhút nhát với đám đông. Mình nhát thiệt, thường hôm nay giờ bà nhát lắm. Bên đây cũng nhát nữa. Sao đâu, có chị Ngọc Lan ở đây là đừng nhát, không có gì hết. Có mấy người mối tình rồi? Dạ ba. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Có chút xíu vậy nó ba mối tình luôn vậy đó hả? Vậy mà nó nhát là nhát cái gì? Dạ toàn là người ta coi như bày tỏ trước. Rồi mình có chấp nhận không? Dạ có. Tôi nghe ba mối tình tôi phải nhào qua liền. Toàn là được cua không đó hả? Dạ. Đào qua dữ ta. Ba mối tình mối dài nhất là bao lâu con? Được 3-4 tháng. Dài dữ vậy đó hả? Mối ngắn nhất là nhiêu? Dạ một tháng. Tình trường quá trời dài. Trời rồi. Quá trời dài luôn vậy đó. Thiên niên kỷ luôn á. Mối tháng 2-3 tháng không à. Trời đất ơi, thiệt là tình.
Hàng chi đó ba mối đúng. Trong những cái mối tình đó, cái mối tình nào là sâu nặng nhất? Có nắm tay mối tình nào chưa? Dạ có. Có hung chưa? Có người chưa, người không. Đó, cái người mà hung rồi đó là sâu nặng đó. Mốt ai hỏi nhớ trả lời vậy nghe không? Dạ. Hung nhiều lần không? Hung nhiều lần không? Dạ cũng nhớ. Trời đất ơi. Được nhiều không? Không nhớ. Con là sao nè, mấy mối tình rồi? Dạ thôi chú, con thì có một cái định mức thôi. Lâu không? Dạ quen nhau được 8 tháng chú. Cũng khá hơn kia ba mối mà chưa được 9 tháng đó con. Cái mối này là ai cua ai? À, ai cua con. Vậy hả? Dạ. Rồi sao chia tay? Dạ tại vì tìm hiểu một thời gian thì thấy không hợp lắm nên chia tay. Bạn đó có cái tính gì mà con thấy con không hợp? Dạ tính gia trưởng chị. Vậy là em là không thích gia trưởng? Dạ không vậy. Rồi không thích gì nữa? Tính tốn hay chi li quá chị. Cái gì mà ở người đàn ông có thể thuyết phục được em? Em nghĩ cái thuyết phục được em là thứ nhất á, là em muốn là anh nó phải có công việc ổn định là đầu tiên. Ừ. Cái đó là quan trọng nhất. Thích người sao? Cái mẫu người em á, em thích dáng người giống anh ca sĩ Nguyễn Kiến Huy. Còn tính cách thì giống chú Huyền Linh. Hai cái đó ráp lại cũng được á. Khá lắm á. Sao bên kia có gia trưởng không? Dạ không, nhưng mà có nóng tính lúc mà kiểu như test hay gì đó. Thì có nóng tính thì có quét to tiếng đi. Thì sau đó lại đi xin lỗi. Nói thôi chuyện này chắc nó không bực mình đâu. Thiền khô. Nếu mà được con muốn lấy chồng liền không? Dạ nếu mà hợp thì con sẽ tìm hiểu từ 6 tháng tới 1 năm chú. Từ 6 tháng đến năm hả? Dạ. Ba mẹ con hối chưa? Dạ bên đây cũng có hối. Có hối rồi đó hả? Dạ. Chưa hỏi bên đây là mong muốn lấy vợ như thế nào nè. Mong muốn có người bạn gái như thế nào? Gái thì cứ bình thường thôi, kiểu như người của gia đình được. Bình thường thôi chứ bất thường cũng được hả? Tôi không thích, tôi đừng có nhậu nhẹt hay gì đó. Thầy sợ con gái nhậu. Sợ gái nhậu hả? Đó, mấy cái đó mình phải nói ra. Hôm nay con đi với ai? Dạ đi với mẹ với hai đồng nghiệp. À có mẹ đây hả? Ừ có phụ huynh nè, hỏi có phụ huynh có lo lắng không? Con một vậy hả? Mình thôi thấy cô bên đây sao? Dạ con chào bác. Thấy ngoan chưa? Chị thấy cô này dễ thương không? Hiền không? Có hợp với con chị không? Đây để Ngọc Lan xuống. Xúc động quá. Dạ tại mẹ mới bệnh xong. À mẹ mới bệnh xong hả? Sức khỏe cô làm sao? Thôi bữa nay con mình nó lên đây nó gặp bạn gái rồi. Biết đâu nó duyên cái nợ. Nó về chung nhà cho mẹ đỡ lo ha. Sao chịu không? Chị chịu dâu tương lai này không? Em thấy biết rồi, dễ thương. Rồi thôi được rồi, chị rất là xúc động rồi ha. Chứng tỏ là mẹ lo cho em rất nhiều. Mẹ rất là lo cho chuyện tương lai, chuyện gia đình của em. Mẹ hay khóc vậy không con? Dạ có. Thì mẹ lo cho con đó. Hôm nay mẹ thấy con mà được cô đây đồng ý là mẹ vui lắm đó nha. Nhà trai ngoài mẹ thì còn đi với ai nữa không? Dạ đồng nghiệp. À, coi như trưởng phòng. Rồi đâu đại diện cho. Dạ. Nhà trai coi. Chào chú Huy Linh, chào chị Ngọc Lan. Em là Ly, năm nay 30 tuổi. Mình làm cùng với lại Việt. Việt thì ở trong công ty thì trong cuộc sống rất là hiền và rất là nhát. Nên là khi mà vào bất động sản thì bây giờ là còn dạng dĩ để tham gia chương trình á. Thì chị thấy bé bên này rất là hiền, rất là dễ thương. Việc thì có hai tâm sự là bây giờ em mà có bạn gái là em rất là cưng. Nên Việc rất là thiệt thà, là thấy hai đứa cùng mạng nữa, hai đứa đều mạng hỏa hết. Mà còn hiền nữa, hai đứa mà thương nhau á thì sẽ ít khi mà có qua lời qua tiếng lại thì thấy cũng rất là hợp. Rồi, cảm ơn em gái. Con đi với ai? Dạ, con đi với mẹ chú. À, có mẹ luôn hả? Dạ. Chắc ai này cũng được. Mà con trai con phải mạnh mẽ lên chút. Để bảo vệ bạn gái và gia đình sau này nữa. Mấy ngăn nó hiền lắm, nhóc nhát nữa. Còn mạnh mẽ không? Nói cho bác nghe đi. Dạ, do là cái tánh là nhát đám đông, nhát người lạ từ trước rồi. Nói với bác kìa. Nên cứ gặp người lạ là cứ nhát không dám nói. Nhưng mà người mà tiếp xúc gần rồi, kiểu bạn bè đã biết nhau ai gì đó, ai người thân đó, thì nói chuyện nhiều hơn. Sau này con định cư và lập nghiệp ở đâu? Dạ, Biên Hòa luôn. Nếu như sau này hai đứa con có duyên, con có thể về Long An sinh sống được không? Dạ, cái đó để từ từ con suy nghĩ lại. Đúng rồi, bây giờ thật ra đâu có tiền là được à. Đâu công việc ổn định mà nó phát triển là được à cô ơi. Không có quan trọng là mình ở đâu đâu. Thật ra tính là Long An, Biên Hòa nó không có xa đâu. Rồi chuyện nó tính sao đi. Rồi bây giờ thì cho hai bạn gặp nhau thôi nào. Mở rào. Tấn công liền. Chập. Dạ em cũng muốn bạn tặng anh này cuốn sách em tặng anh. Anh cảm ơn. Hai bạn nói cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em sao? Thấy em xinh quá, đúng không? Xinh quá. Còn bên kia thấy bên đây thì sao? Em thấy anh cũng hiền, cũng dễ thương. Em có thích nuôi thú cưng? Dạ có. Tại nhà có nuôi thú cưng, sợ bạn nữ lại không thích thú cưng.
em cứ cân lắm mà, nhà em cũng có nữa. Mà hồi nãy em nói là em giờ em sống ở, đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Long An. Long An. Long An thì 90 đến 100 cây số thì đi cũng không có xa. Tại thích đi phượt, thích đi bằng xe máy á, nên có 100 cây thì coi như từ ở Biên Hòa xuống Vũng Tàu thôi, nên không xa. Kiểu như là muốn gặp nhau thì cuối tuần thì chắc là thời gian rảnh thì đi được. Cuối tuần này em có đi được không? Cái này để em coi lại anh, tại vì công việc em có khi chủ nhật cũng phải làm nữa. Thì anh cũng là chủ nhật cũng làm. Dạ, tại vì tăng ca đó anh. Giờ cho xin hát một bài. Được. Nãy giờ chị sợ em run quá em không hát được, chứ chị rất là muốn em hát. Thích hát chỉ là hát không hay thôi. Chơi luôn em. Tiến tới nắm tay em gái rồi, luôn. Hát chậm nghe luôn. Anh tặng bài hát là Muốn Em Là của Kayo. Chẳng còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế nên anh phải cố gắng buồn bà ngồi kia. Chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, trèo xuồng ba lá, ngồi trà đá, ngồi hồ cá, mình cùng cá. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh sau này, muốn em là má của con anh sau này, muốn em là con của tím anh lâu dài. Nhật bái thiên địa, nhảy bái cao đường, phụ thề giao bái, đêm nay ta say ta bái tăng này. Ồ, có câu muốn em là má là sao vậy? Có câu luôn. Muốn em là má của con anh sau này. Sao mà không nhấn luôn mỗi câu muốn em là má, sao tự nhiên muốn em là má. Trời ơi, làm tôi giật mình luôn vậy đó. Bao lâu thì chúng ta mới có thể kết hôn được? Bao lâu thì nhà trai mới bước qua được? Quen nhau thì giờ em chỉ là bạn nữ, chỉ cần mở miệng coi mở lời là nói là cưới thôi thì em sẽ cưới. Chứ trước em có quen á, cũng muốn cưới mà toàn ta không muốn. Ủa, tôi có mặn tội nghiệp lắm luôn á. Bạn trai nói vậy hợp lý không? Chịu không? Có cùng với cái suy nghĩ của em không? Thế không chị? Thật ra thì cặp này quá là dễ thương, quá là hiền luôn. Đặc biệt là cô gái trong cuộc sống thì chú nghĩ rằng bạn trai đủ để có thể che chở cho con á. Dạ. Hai người đều có mẹ ở đây hết trơn á. Tụi con nếu mà con thấy thích nhau thì tụi con đừng có ngại ngùng bấm cái nút đó. Còn nếu mà mình cảm giác mình không có thích, mình không cần phải bấm nút nha. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm hay không là quyền các bạn. Con bé nó không bấm. Bấm rồi hả? À, giờ phút cuối nó đã bấm. Chậm quá vậy con. Cái hồi con suy nghĩ nha, con bấm chậm vậy. Dạ, con đang phân vân. Con đang phân vân cái gì? Không biết bạn có là thương họ thật sự hay không. Có thương con thật sự hay không, đúng không? Dạ. Rồi bạn trai sẽ chứng minh cho con biết là có thương thật sự hay không. Nhưng bạn trai có cảm tình với con rồi mới bấm, đúng không trai? Bấm sớm. Bấm sớm lắm. Vừa nói xong là bấm luôn á. Có thương nó thật sự cũng lo kìa. Dạ có. Có thấy chưa? Bây giờ nào, có mẹ bạn gái thì nói vài câu cho mẹ yên tâm đi. Con thì nếu mà có tiến tới hôn nhân á thì chắc chắn con sẽ cố gắng làm việc để lo cho bạn. Thì coi như là nếu mà hai vợ chồng thì cùng làm á thì cùng xây dựng tổ ấm. Đó, được rồi ha. Nắm tay nhau đi nào. Chính thức là hẹn hò nhau rồi đó. Bây giờ hôn lên má cô gái cái nè. Hôn lên trán. Trên má chứ ai, hôn trán hôn con á. Thôi đi. Đó, chúc các bạn hạnh phúc. Thời điểm 170 ghế ạ. Tăng đăng. Đâu. Dạ, Hồng Dựng sẽ làm điều đó ạ. Trời đất ơi. Nó khổ đây nè. Tôi mập tôi biết. Cái gì bự, không cần bự nó cũng bự. Mà cái gì nó bự nó không bự. Ví dụ mấy ngón tay này nè, càng ngày nó càng teo lại, cái bàn tay nó bự ra đây nè. Cái tay nó teo teo lại, mình cầm cái gì nó cũng khó chịu đúng không? Chết rồi, tôi đang trên tinh thần đó. Ăn quá. Chết rồi. Đòi tôi thôi. Chết rồi, tôi gần bằng ổng rồi ông ơi. Nghị lực để vươn lên. Cảm ơn. Anh giảm cân trong vòng bao lâu? Em mất khoảng tổng các đợt này đã rất nhiều cặp đôi cưới nhau.
yêu nhau, sinh con đẻ cái. Chúng tôi rất hạnh phúc điều đó và ngày hôm nay vẫn như thế. Ngọc Lan và Linh tiếp tục kết nối những cặp đôi. Bây giờ để xem cặp đôi nào sẽ bấm nút hẹn hò và kết quả ra sao. Quỳnh Linh chưa biết, quý vị chưa biết, Ngọc Lan chưa biết. Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ cặp đôi đầu tiên. Mời nhà trai. Wow. À, xin chào. Trời ơi, hoành tráng quá. Đây, 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 đây. Để em nó dựa vô đây. Trời ơi, sao nó bự quá vậy? Rồi, nhà trai làm tôi toàn quá. Rồi, nhà trai ổn định chưa ạ? Ổn định. Mời nhà gái. Cảm ơn nhà gái. Xin cảm ơn nhà gái. Dạ, em đi với bạn đồng nghiệp ạ. Đồng nghiệp. Dạ. Rồi, xin chào nhà gái. Dạ, em chào chị Ngọc Lan và chú Huyền Linh. Thì em là bạn đồng nghiệp của chị Sâm. Thì theo em cảm nhận về cái anh bên này á, thì em thấy về ngoại hình á, thì ảnh khá là ok. Về tính cách thì em thấy là ảnh cũng khá là nghị lực và kiên trì. Và em thấy á, là chị của em á, sau khi mà trải qua mối tình một năm á, thì em thấy là chị chỉ cần một người kiên trì thì chị sẽ, cái mối tình nó sẽ kéo dài và sẽ đâm hoa kết trái. Được rồi. Thấy ngoại hình cũng đẹp trai ha. Cách đây 6 tháng nhìn lại đều biết. Thôi, vậy được rồi. Dạ. Hai người đã nghe góp ý gia đình rồi. Bây giờ Trí sinh năm 84, làm online giảm cân, rồi tài xế xe ở quận 9, hộ khẩu Gò Vấp. Lý lịch cắt ngang nhà trai vậy đó. Nhà gái nghe rồi ạ. Bây giờ thì tới nhà gái giới thiệu với mình. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, anh Quỳnh Linh. Xin chào. Và em chào bạn trai bên kia ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Minh Sâm, năm nay em 34 tuổi. Em đang là sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Và em là một nhân viên văn phòng. Rồi, bạn Sâm hả? Dạ, đúng rồi. Bạn Sâm 34 tuổi, nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc tại Bình Dương à. Dạ, nghe Sâm, nghe Sâm là thấy khỏe rồi đó. Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì Trí? Dạ thì em nghĩ thì ưu điểm của em có lẽ là kỷ luật. Kỷ luật. Kiên trì. Kiên trì. Là sao em không hiểu? Em làm như quân đội vậy đó. Kỷ luật rồi kiên trì nữa. Mệnh lệnh này kia ha. Dạ. Thì khuyết điểm của em thì nói là cái ngành nghề thì thật ra ngành nghề nào nó cũng là tốt hết. Không có cái ngành nghề nào mà nó xấu. Nhưng mà em thì tại vì nếu mà làm trong tương lai của em mà làm nghề tài xế thì em cũng khá là lo. Tại vì em thật sự là người kiểu như cũng tính hay lo á. Nên là nếu mà nhiều khi anh đi trên đường nhiều thì em cũng lo lắng nhiều. Lo cái gì? Nói chung là em hay tính, em hay lo lắm. Ghen hay là lo? Không, em không hề ghen, vấn đề về ghen. Tại vì em nghĩ là nếu mà người ta không chung thủy thì ở bất cứ trường hợp nào người ta cũng không chung thủy. Nhưng mà về vấn đề giống như là về di chuyển nhiều trên đường thì nó cũng có nhiều vấn đề. Đúng rồi. Em rất là lo lắng về vấn đề đó. Lo gì đó thôi đúng không? Dạ. Chuyện ghen thì anh nghĩ đây cũng cần ghen rồi đó. Dạ. Anh biết chắc đây là con người nghị lực rồi. Dạ. Anh đã nói đến mức như thế thì anh nghĩ không cần ghen. Lo là đúng. Dạ. Nhưng mà thật ra lo là đi lái xe đường xa thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh Trí thì chỉ có lái xe giao hàng từ chỗ Bình Dương hả? Dạ đúng. Lái, cắt lái đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cái tay lái tới đây luôn xe gì? Xe tải anh. À, thì xe tải. Dạ. Xe đầu kéo là xe tải nhỏ. Xe tải nặng anh. Tay bự nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Bằng lái là gì? FC. FC đó. Còn là xe tải đó thì cũng phải chạy nhanh lắm. Dạ. Không phải xe cái đầu kéo này kia. Dạ, em nói chung em chỉ lo lắng về cái.
chào hai họ là mai mối như làm ruộng vậy đó, làm từ sáng đến chiều tối chưa xong. Đi về rồi. Tôi nhìn ba ngày tôi không ăn húp cháo không, ngày thứ tư còn ba con gà luôn, đau lòng thiết là đau lòng luôn. Anh nói thôi bây giờ dứt khoát mình sẽ nghị lực như anh Trí ha. Chắc phải gặp ảnh riêng rồi. Đúng rồi, phải gặp riêng thôi. Dứt khoát chứ. Bây giờ thì mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, có ý kiến người thân sao? Anh Trí đi ai? Dạ hôm nay thì em có đi với cái bé này là bạn em gái hỗ trợ em trong cái công việc hiện tại của tập đoàn Đất Mới. Và có một em kia là em rể của em, là chồng của em gái của em. Dạ. Và hôm nay thì em có mời được top 1 quyền lực, top 2, top 1 đang coi tivi ở nhà, top 2 quyền lực trong gia đình là bố em. Con chào chú. Top 1 cái nóc nhà. Dạ. Thì sống được với nhau 4 năm. Có con chưa? Dạ chưa. Ừ. Dù dạ, chưa. Quá dạ. Có con cũng khó. Dạ đúng rồi. 170kg đúng không em? Dạ đúng rồi. Em gần như là bị tật nguyền chủ quan vậy đó. Hả? Tật nguyền gì? Chủ quan là cũng giống như là tật nguyền là không làm được những việc của một người đàn ông bình thường làm. Và chủ quan đó là gì? Là ăn nhiều quá. Ăn quá nhiều. Đó là sự thật. Sao giống anh quá ta? Ăn quá nhiều. Dạ. Rồi sao vợ bỏ? Thì bây giờ một người đàn ông thì bị tật nguyền thì em không thể làm được những cái việc của người đàn ông bình thường làm được. Ví dụ boxing hay là chạy bộ chẳng hạn. Đơn giản hơn là đứng lên ngồi xuống em làm không được. Thì người đàn ông bình thường làm được thì họ sẽ có động thái, họ chọn những người đàn ông bình thường. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Là mai mới từ sáng sớm bây giờ. Thua thợ hồ nữa đó. Thợ hồ 5 giờ đi về rồi. 8 giờ sáng mới làm. Mai mối còn hơn làm ruộng. Dạ đi, đi ra. Đêm nay nhớ nhiều về em với kỷ niệm ngày xưa, nhớ ngày hai đứa bên nhau. Đêm nay lên nghe gió heo mây về, bỗng nhớ anh vô cùng, nhớ ngày hai đứa bên nhau, nhớ ngày xưa đó yêu nhau. Phát hiện ra chú có một cái người sau đây này, như đây này chú biết không, vừa có heo con cái này. Thì lại từ đầu. Vượt khó lần ba. Nếu mà nói về thì em muốn hỏi anh là nếu mà tính cách của anh á, thì anh có thể mô tả một chút xíu về tính cách của anh cho em hiểu được không ạ? Tính cách của anh thì cũng giống như bao nhiêu người đàn ông khác thôi. Anh sợ chờ đợi. Và cái bản chất công việc của anh là nhanh gọn lẹ nữa. Và anh đã 20 năm làm việc như vậy rồi, liên tục rồi. Thì anh nếu mà được mong muốn thì anh muốn em là nhanh nhanh một chút, đừng để anh chờ lâu quá. Nhanh là khoảng bao lâu ạ? Thì tùy theo cái cảm xúc của mình thôi em à. Dạ. Muốn nhanh, muốn chậm cũng không được và muốn nhanh cũng không xong đâu. Dạ. Dạ. Tôi xin thông báo trong bạn mới, họ có rất nhiều cặp đôi. Sau một tuần bấm nút, họ đã đăng ký kết hôn. Là nhanh nhất có thể đó. Nhanh nhất có thể. Vậy cho em hỏi là cái công việc của anh đó, giờ giấc mình nó có ổn định không ạ? Hay là nó phải đi sớm về khuya nhiều ạ? Thì hàng của mặt hàng của mình giao thì nằm trong cảng các lái. Và khách hàng là những công ty. Và họ nhận hàng giờ hành chánh thôi. Thì trước 5 giờ là mình phải giao hàng xong. Và mình đánh xe về để mình nghỉ. Dạ. Tại vì thực sự là em lúc đầu là em cũng mà nãy giờ nghe Trí bên kia đó, anh nói có gia đình rồi, 4 năm mà không có con. Dạ. Thì bây giờ có như anh đó lỡ con đò rồi đó. Dạ. Em có suy nghĩ gì không? Em nghĩ thì vấn đề đấy cũng không có quá
có vấn đề gì hết, em thấy cũng bình thường. Nói chung là quan trọng là cái cách sống của người đó như thế nào và cái ý chí của người đó như thế nào trong cuộc sống, cách đối nhân xử thế. Ý chí có là được theo. Dạ. Vậy là được rồi. Tuyệt vời vậy. Rồi bây giờ mình giảm cân thành công rồi, mình mong muốn người bạn gái của mình như thế nào? Thì em đã từng là người bị kỳ thị về ngoại hình. Thì em về ngoại hình thì tất cả những cơ sở vật chất bên kia đều được tôn vinh. Em không quan trọng về ngoại hình. Dễ thương quá. Thật ra mình nói cái câu kỳ thị thì nó cũng tội nghiệp cho người kia. Thật ra theo anh đó, nếu anh là người phụ nữ đó mà thấy một cái người mà to quá đi cũng được, đứng lên cũng không nổi, thật ra là cả cái tuổi thanh xuân người ta để hy sinh cũng khó em à. Thôi mình cũng đừng trách người ta nha. Em nhận lỗi với em à. Tất cả những ký ức là lỗi của em. Người kia không có lỗi. Thật ra mình cũng hiểu cho người phụ nữ ấy, bởi vì cả cái tuổi thanh xuân của người ta mà bây giờ cũng hy sinh không biết chừng nào em ốm. Đúng hơn là cái với cân nặng đó cũng không có làm tròn cái trách nhiệm của một người chồng. Sao làm tròn, đứng lên ngồi xuống không nổi mà. Thật ra nếu mà có một người con thì nó lại khác nữa nha. Chắc chắn người ta cũng sẽ, người phụ nữ sẽ hy sinh vì điều đó. Nhưng bây giờ Quyền Linh và Ngọc Lan rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng thép Hina KOA, thép xây dựng Nhật Bản Tinh Thần Thép và nhãn hàng Aquasilin lăn khử mùi không mùi đến từ châu Âu thuộc tập đoàn dược phẩm Vinza đã đồng tài trợ cho chương trình. Đặc biệt là cảm ơn quý vị, những người luôn luôn ủng hộ chúng tôi, luôn luôn ủng hộ chúng tôi, ông mối bà mai để kết nối những mảnh ghép trong cuộc sống này. Với cuộc sống hiện đại này, rất là nhiều thời gian để chúng ta tất bật mưu sinh, cơm áo gạo tiền, thậm chí có rất nhiều người không có thời gian hẹn hò, thậm chí có rất là nhiều người chưa bao giờ yêu, thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ làm chiếc cầu nối đó để ghép những mảnh ghép đó, để tìm tình yêu cho họ và ở trong chương trình gặp nhau thôi. Mở nào. Chuyện là của Trí nha. Bắt đầu đi em. Trời, làm nhớ hình ảnh ngày xưa. Trời, mình thằng bạn có áo bông. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, đây chị cầm nhìn cho. Dạ. Em để nó ra đi. Là cái này tặng bạn gái luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Không đưa cho người ta gì hết. Em có một món quà, đó là một cuốn sách để tặng anh. Trong cái cuốn sách này là nó nói về những cái điều mà tốt và tích cực trong cuộc sống của mình rất là nhiều. Nên là em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách và cũng cảm nhận được những điều tốt đẹp và tích cực trong cuốn sách mang đến cho anh. Rồi, để sách đi Trí. Thôi, Trí quay mặt qua nói chuyện với Sâm đi. Hai người 30 mấy năm mình mới gặp nhau đó. Mình coi cái cảm nhận sao nè. Thì bây giờ thì thật sự ra là chỉ có nhìn thôi. Dạ. Tất cả những cái điều kiện trong tình yêu nó không còn ý nghĩa gì cả. Yeah. Nhìn thôi để cảm nhận là cái khuôn mặt này mình có thể chịu đựng được bao lâu. Thì anh cũng hy vọng rằng em cho anh một cơ hội để có thể là kiên trì siết xả dữ thì khoảng 2 năm. Siết xả dữ hả? Siết xả dữ là sao? Là tức là nó không có liên tục anh. Thì cơ thể mình chịu không nổi đâu. Ví dụ như mình siết nó xong rồi mình xả ra. Siết là nhịn ăn hả? Không, nó cũng là một phần ăn kiêng. Nhưng mà nhịn ăn thì nó cũng phải là nhịn ăn. Thì giữa các lần đó thì mình phải xả ra bớt. Chứ không thôi cơ thể chịu không nổi thiếu chất. Thì bên nữ thì cũng có một cô phun xăm thẩm mỹ là cổ cũng từ 100 mấy ký á, mà cổ giảm xuống còn có hình như này cổ còn có 50-60 ký. Thôi được rồi, biết cái nghị lực đó rồi. Bởi vì không bản lĩnh đàn ông không có. Mình phải thấy. Mời cô gái của chúng ta ngồi. Rồi, nhà trai mình giới thiệu đi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chương trình. Chào MC, thân thương của em. Chào bạn gái bên kia.
cùng toàn thể mọi người. Em rung quá. Rung gì? Thôi thoải mái lên nào. Dạ, em là Đinh Kim Trí. Sinh năm Kim. Đinh Kim Trí. Đinh Kim Trí. Dạ đúng rồi. À, sinh năm 1984, 38 tuổi. Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, làm việc. Ở quận mấy? Ở nhà em hộ khẩu thì ở Gò Vấp. Còn em thì làm việc ở quận 9 mà bây giờ là thành phố Thủ Đức. Trí làm gì Trí? Thì em hiện tại bây giờ thì làm hai công việc song song. Thì một là lái xe, tuổi nghề 20 năm. Hai là làm, em có nhận làm hỗ trợ các bạn giảm cân online. Giảm cân online hả? Dạ. À, là sao? Là... Trí ơi, chút nữa mình gặp nhau riêng nha. Tôi có nhu cầu giảm cân lắm ạ. Tôi đang tính nói bên đây này. Tôi giờ cũng giảm cân nặng quá, khó chịu mà. Giảm hoài được, càng giảm nó càng lên, hiểu sao? Dạ, video của chú đâu ạ? Cầm video dùm con đi ạ. Chào chú. Dạ, chú chào chương trình, chào hai MC. Dạ. Bây giờ chú có thể chia sẻ chút xíu về có thấy con dâu tương lai của mình. Tương lai thôi. Trước mắt thì chú thấy là đẹp được. Đẹp nhưng được mà được. Cái chú thấy không quan trọng bằng chí nó thấy. Dạ. Dạ. Nhưng mà giờ bây giờ là chú có chuẩn bị cho con chú bước tới không? Chú thấy là coi như là cái chương trình lớn như vậy mà tổ chức một cái cuộc hẹn hò này thì chú ở góc độ gia đình chú cũng muốn là cái cuộc hẹn hò đầu tiên này cũng là cái bước đệm cho những cái cuộc hẹn hò sau này của hai đứa. Và trong quá trình tìm hiểu thì hai đứa sẽ tiến tới cái kết quả hôn nhân. Chú rất muốn là vậy. Bằng chứng là coi như cho tới bây giờ nó chưa có gì hết. Đó, thật ra chú rất mong muốn. Chú rất mong muốn. Dạ, rồi. Có lẽ là cái sự tự ti á. Cách đây khoảng 6 năm rất tự ti. Vì cái trọng lượng của em nó tới 170kg. Trời đất ơi. Vậy em đi đâu nổi chứ. Dạ đúng rồi. Thì cái đó nó là cái cơ duyên á, để em làm được cái công việc hiện tại thứ hai bây giờ. Dạ. Mà sao mà em nghị lực em hay quá. Anh giảm có 10kg mà giảm hoài nó cứ lên hoài luôn. Không có nghị lực. Nghị lực nào để em giảm tới quá chục ký vậy? Giờ em còn nhiêu? Giờ em còn 97. Trời ơi, quá xuất sắc luôn. Nghệ thuật luôn. Nghị lực nào cho anh biết coi. Anh cũng tìm cách giảm coi. Cũng chục 20 ký thôi. Không, cái hoàn cảnh em nó khá đặc biệt. Biệt là sao em? Thì em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Em cưới vợ rồi. Dạ. Em ở em bao nhiêu năm thì đổ vỡ? 4 năm anh. 4 năm. Dạ, 4 năm. Xuống cân thì có bản lĩnh đàn ông đúng không? Hay quá. Em xin được thể hiện cái lòng ủng hộ của em và gia nha. Thành ra những người đàn ông đang có bản lĩnh đàn ông hãy cố gắng giữ lại bản lĩnh đó, đừng để mất bản lĩnh đàn ông. Còn tôi từ từ nó mất rồi đó. Tôi phải giảm thôi. Tôi quan tâm nhà gái coi sao. Bạn gái. Dạ. Dễ thương. Bây giờ nghe nghị lực của anh giảm cân chưa? Không. Đấy, người ta giảm cân để có tình yêu. À, chủ yếu là gì vậy? Anh có những cái sự kiên định của anh ấy. À, em ưu điểm, khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em thì năng động, vui vẻ, rất là hài hước và luôn có suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Tốt, luôn luôn suy nghĩ tích cực, luôn luôn đem đến tích cực cho mọi người, vậy là tốt lắm. Dạ. Em có thích người bự bự bự? Dạ thích. Thích hả? Dạ. Đường tình duyên mình sao rồi? À, em có hai mối tình đơn phương với một mối tình chính thức. Nhưng mà nó cũng không có kéo dài lâu quá. Bao lâu? Dạ, mối tình chính thức thì khoảng gần một năm. Còn mấy mối kia chắc không chính thức chứ nó... Dạ đúng rồi. Nhanh lắm đúng không? Dạ đơn phương. Nhưng mà cơn gió nó thoảng đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng trách ha. Dạ. Trong 70kg lết không à? Dạ đúng rồi. Thành ra có con đúng rồi. Dạ đúng rồi. Mà người phụ nữ lấy chồng cũng cần có con đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thế là chia tay. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó là nghị lực của em để em giảm cân. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ em làm chuyện đàn ông được chưa? Dạ được rồi. Không chừng tới anh là mình phải bước qua để mà mình thể hiện cái lòng ngưỡng mộ về nghị lực của bạn này. Đó. Dạ chị. Dạ. Anh có 10kg mà giảm hoài không được nè em.
Chắc anh phải có nghị lực như em quá. Hay quá. Anh nhưng mà từ 170kg mà giảm xuống da mình nó có trùng không anh? Cũng có chứ. Cũng có, dạ đúng rồi, cũng có, đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà nó cũng không qua áo quần thì có thể che được cái khuyết điểm đó. Nhưng mà từ từ tập á thì nó sẽ ấy, nó giảm bớt. Thậm chí là mình đi thẩm mỹ mình cắt da thì không sao. Nhưng mà mình anh có cắt không? Dạ không. Không, không. Mặt đẹp mà, đẹp trai mà. Rớt 170kg thì chắc mặt bự lắm á. Tất cả những cái hình ảnh đó thì... Dạ, xin mời quý vị hãy xem lại hình ảnh của anh Trí vào... Không có con thì có lẽ thôi không có duyên phận ha. Dạ đúng rồi. Có buồn gì hết. Dạ. Mà chính ra em phải tự hào về con người của em, nghị lực của em luôn. Bây giờ là bên đó là sao cũng được, còn bên đây sao? Yêu cầu, mong muốn một cái người yêu, một người chồng tương lai của mình như thế nào? À, về tính cách hả anh? Về một mẫu hình lý tưởng nào đó mà em suy nghĩ? Nếu mà về tính cách thì em nghĩ chắc em thích một mẫu người giống như anh. Đó là người đàn ông của gia đình, em thích một người đàn ông của gia đình. Anh bắt đầu mập rồi nha. Nè, giống anh ha. Dạ. Vậy là anh sẽ không mập nữa. Bên kia bự hơn anh chút. Nghị lực hơn anh. Bây giờ anh giảm ký mà chứ. 10kg mà giảm hoài, giảm hoài. Giảm hoài không được. Nó chỉ có lên thôi. Tức gì đâu. Càng giảm càng lên. Càng giảm bữa từ 10kg bữa nay giảm 3 tháng trời. Lên 12kg. Thiệt. Người ta xiết 3 tháng người ta xả 2 bữa. Còn đây xiết có 1 bữa mà xả 3 tháng.